Hello, xin chào mọi người. Đây cũng là ngày thứ hai mình có mặt ở Florida rồi. Hôm nay mình đang đi dạo tại trường đại học Tampa mà nhìn thoáng qua cứ như là đang ở trong trường đại học Harvard đấy nhở. Ngay cạnh trường có một cái quán cà phê rất là đẹp có tên là Oxford Exchange. Cùng theo mình nhá. Quán thiết kế theo kiểu cổ cổ như trong bộ phim Harry Potter ấy. Đồ uống ngon này, không gian sạch sẽ, cảnh đẹp thì tha hồ chụp ảnh. Nhưng mà mỗi tội là hơi đông người ra vào ấy. Và bên cạnh người ta làm nhà hàng nên hơi có ồn một chút. Còn lại mọi thứ là vô cùng hoàn hảo. Địa điểm tiếp theo mình ghé thăm đó là Vizcaya ở Miami, là một trong những nơi mà trước đây đón tiếp giới siêu giàu và quyền lực tới để thư giãn và nghỉ ngơi. Tới đây chúng ta có thể nhìn thấy được kiến trúc họ xây dựng và biết được cái cách mà người ta thể hiện từng căn phòng tỉ mỉ hoa văn cho đến đồ đạc được bài trí rất là gọn gàng. Cung điện thì được bao quanh nhiều cây xanh nên là không khí rất là trong lành và rất là dễ chịu. Mình chắc chắn đây là một địa điểm nên tới khi mà có dịp đến với Miami. Lái xe mất 13 tiếng, nhưng đây chính là khoảnh khắc thật sự rất là đáng giá. Bãi biển Miami vẫn là một cái gì đấy rất là ấn tượng với riêng mình. Không biết các bạn có giống mình không? Mình yêu cái tiếng sóng biển vô cùng luôn ấy. Được hít thở không khí ở đây, nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ôi, cảm giác ấy thật sự là khó diễn tả nổi. Hy vọng mình lan tỏa được cái năng lượng tích cực đó qua cái short film này. Tự nhiên mình ngồi nghĩ tới những kế hoạch sắp tới. Mình thầm và thầm biết ơn cuộc sống này, biết ơn gia đình và biết ơn những người đang ủng hộ, giúp đỡ mình. Mình chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Thực ra hạnh phúc đối với mình là như vậy đấy. Đối với mình, hạnh phúc không phải là cái thứ mà bạn phải dành cả cuộc đời để tìm kiếm, mà nó luôn ở ngay và có sẵn ở cạnh mỗi chúng ta. Mình biết một điều là những người yêu quý mình thật sự, họ sẽ nghe đến những lời tâm sự này của mình. Và mình rất là vui khi tạo ra thêm được một khoảnh khắc đáng nhớ này. Ngồi một lúc, tự nhiên mình nghĩ tới câu hỏi này: sống thế nào để ấm trọn một khoảnh khắc tuổi trẻ? Mình thầm nghĩ rằng câu trả lời là làm những điều mình thích, làm những gì mình khát khao, mặc kệ người khác chỉ trích hay nói gì. Tuổi trẻ mà, phải học hỏi, phải đi thật nhiều, phải trải nghiệm thật nhiều. Bởi cuộc sống ngắn ngủi lắm, đâu có dài đâu để kịp chờ đợi chúng ta thành công. Đừng bao giờ đợi chờ có tiền để hưởng thụ. Đừng bao giờ để cái tiếng nói của người ngoài át đi cái tiếng nói trong thâm tâm bạn. Đừng nghe người ta nói rằng hãy hy sinh tuổi trẻ, đi làm, tiết kiệm tiền, đầu tư sinh lời, chịu khổ 5-10 năm để rồi hưởng thụ. Cũng không sai đâu, nhưng liệu quá mất 5-10 năm rồi chúng ta còn cái nhiệt huyết của tuổi trẻ? Chúng ta còn giữ nguyên được cái cảm xúc như bây giờ không? Mình còn nhớ năm lớp 10 lần đầu tiên mình đi Singapore một mình. Lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Changi, cảm giác nó thật sự rất là khác. Rất là hào hứng, đan xen với bồi hồi như là vào lớp 1 ấy. Lúc đó mình chụp hàng nghìn tấm hình selfie, các kiểu thể loại, nhưng chỉ có một vài năm lại đây thôi. Thế nên mình thấy mình đã thay đổi rất là nhiều. Không còn chụp nhiều như trước nữa, chỉ còn một vài tấm hình chụp vội và tỉ mỉ quay để làm video hay cho mọi người xem thôi. Chính vì thế mình vẫn luôn mong chúng ta là những người trẻ hãy luôn giữ được cái ngọn lửa trong mình và hãy làm điều gì đó cho cuộc đời mình và kịp tận hưởng khoảnh khắc đó ngay khi có thể. Giờ thì cũng đã muộn rồi, mình về đây. Tối nay mình có một bữa ăn với anh bạn đi cùng và phải nhanh chóng về sớm. Hy vọng các bạn thích cái video kiểu thế này. Like và subscribe cho mình nhé. Mình là Linh. Peace out.